Lá vàng tả diệp có rất là nhiều công dụng hay. Một trong những công dụng hữu ích của loại lá cây này đó chính là tác dụng giảm béo rất là hiệu quả. Ở video này thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách dùng lá vàng tả diệp để giảm cân nhanh nhất. Chúng ta đã từng biết tới lá vàng tả diệp với tác dụng là nhuận tràng, điều trị táo bón vô cùng tuyệt vời. Song không chỉ dừng lại ở tác dụng ấy mà lá vàng tả diệp còn có tác dụng hữu ích, đó chính là tác dụng giảm cân và điều trị bệnh béo phì. Tác dụng điều trị bệnh béo phì của lá vàng tả diệp gần đây mới được ghi nhận. Trong các tài liệu y học cổ truyền thì không thể nói về tác dụng này. Hiệu quả giảm béo của lá vàng tả diệp được một số chị em phát hiện khi sử dụng lá vàng tả diệp để điều trị táo bón. Rất là nhiều chị em đã ghi nhận ngoài tác dụng mà điều trị táo bón tuyệt vời, lá vàng tả diệp còn giúp giảm cân rất là nhanh và an toàn. Chị Mai ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chị mua 1 kg lá vàng tả diệp về để điều trị táo bón và chị thật là kinh ngạc khi thấy bệnh táo bón của mình không còn nữa. Hơn nữa thì chị vô cùng ngạc nhiên là cân nặng của chị giảm tới 5 kg, từ 74 kg nay còn 69 kg. Chị Mai tiếp tục sử dụng đến tháng thứ 2 thì chị giảm thêm được 3 kg nữa. Chị dần lấy lại được vóc dáng chuẩn sau khi sinh và nhờ loại thảo dược mang tên là vàng tả diệp. Cơ chế tác động của vàng tả diệp giúp giảm cân. Vàng tả diệp có tính sổ nên giúp giảm cân nhanh hơn. Nước sắt từ vàng tả diệp có tác dụng lên thành ruột, giúp nhuận tràng, giảm hấp thu thức ăn, từ đó giúp giảm cân nhanh mà không gây tác dụng phụ. Lá vàng tả diệp có tác dụng là tăng cường lên nhu động ruột, giúp dễ dàng đẩy các chất thải ra bên ngoài, giảm lượng chất thải có hại tích tụ trong cơ thể. Cách sử dụng lá vàng tả diệp để giảm cân là mỗi ngày sử dụng từ 20 đến 30 gram, đem rửa sạch rồi hãm với 1 lít rưỡi nước, uống thay nước hàng ngày. Liều dùng có thể tăng giảm tùy theo cân nặng. Lưu ý là lá vàng tả diệp được khuyến cáo là không nên sử dụng cho phụ nữ đang mang thai. Phụ nữ sau sinh thì có thể sử dụng lá vàng tả diệp được bình thường. Với trẻ nhỏ thì chỉ dùng liều lượng khoảng từ 3 đến 5 gram một ngày. Để liên hệ mua lá vàng tả diệp khô thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn. Thank you.